Ok, hôm nay mình có nhu cầu vẽ một cái board. Giờ mình tìm được một cái củ loa homebox trên Shopee như thế này. Thì mình muốn là một cái loa Bluetooth với nó. Thì cái loa sẽ bao gồm một cái loa jack gì đó và một cái loa của loa ở đây. Và bây giờ nhiệm vụ của mình đó là mình muốn dùng điện thoại hay máy tính kết nối với cái board ESP và hai này qua Bluetooth, và sau đó thì xử lý cái tín hiệu âm thanh từ điện thoại PC gửi tới rồi xuất ra IIS gửi qua một cái module DAC trên mạng mình cũng mua được, và sau đó là đẩy ra một cái bo Amply. Rồi từ cái bo Amply này sẽ đẩy ra loa. Thì bữa giờ mình toàn mua từng thành phần nhỏ về mà mình cắm dây với nhau thì nó hơi bị rối, nên mình quyết định là mình sẽ làm một cái bo đơn giản để không phải xài dây lằng ngoằng nữa mà đóng hết một cái bo hoàn chỉnh luôn. Thì để làm được cái bo này thì bây giờ mình phải cần vẽ bo. Thì mình quyết định là sẽ dùng KiCad, một phần mềm vẽ bo mã nguồn mở OpenSource, để làm cái dự án nhỏ nhỏ này. Thì cái bo này cũng rất là nhỏ, rất là đơn giản, nên là mình nghĩ là mình sẽ làm nó trong một video duy nhất và hướng dẫn qua sơ về các bước mà dùng KiCad để làm một cái bo như thế nào, từ vẽ mặt lý thuyết cho đến vẽ thành bo thành phẩm. Ok, giờ nói sơ qua về cách dùng KiCad. Thì các bạn có thể tải KiCad, có cả cho bản Windows cho cả Mac. Thì hiện tại mình đang xài trên Mac. Quy trình sơ thì sẽ có 3 bước là tạo thì ra có hai thôi, là tạo sơ đồ lý thuyết xong ở phần mềm eSchema, sau đó là tạo bo ở phần mềm PCB New. Tất cả đều nằm trong một bộ chung gọi là KiCad hết nè. Rồi thì bước đầu tiên là mình sẽ phải tạo sơ đồ lý thuyết. Thì đây là nguyên quy trình, ví dụ mình add từng cái con linh kiện vô. Nếu mà không có linh kiện á, thì mình tự vẽ. Còn nếu mà mình tìm được linh kiện ở trên internet á, thì mình sẽ import vô. Sau khi mà mình vẽ được cái sơ đồ lý thuyết này rồi á, thì mình sẽ qua một cái bước là gán tên cho từng linh kiện với lại bo. Rồi sau đó mình sẽ định danh assign cái footprint cho từng cái con linh kiện mình đã làm. Và sau khi assign footprint đồ xong hết rồi đó, thì mình sẽ qua mình đi dây cái bo. Rồi đi dây xong cái bo được hết rồi thì mình sẽ tạo tạo gì đó ta tạo Fiberber. Và có Fiberber rồi thì mình có thể đem đi đặt hàng ở mấy trang như là PCB Way hay là JLPCB gì đó, hay là nhờ ông chú bà cô gì đó làm bo cho mình. Rồi giờ quay lại cái bo này, thì hiện tại nhu cầu của mình là cần một con regulator 5V từ nguồn 12V battery mua trên Shopee luôn. Thì con 5V này mình tìm thử coi linh kiện mà điện. Ok, video này nó sẽ hơi dài dòng một xíu do mình quay một lần và vừa quay vừa làm sẽ hơi dài một chút xíu. Ok, à mình nhớ rồi, có mấy con họ làm ba làm 2576 nè, con này có vẻ dùng được. Thì con này cho 5V áp 3A xài kiểu bất. Thì bây giờ mình sẽ kiếm
datasheet của nó. Ok, có datasheet rồi. Thì đây là cái mạch lý thuyết của nó, cũng khá là đơn giản. Có một cái tụ lọc, một con diode, một cái inductor cùng dẫn vô cái tụ đầu ra thôi. Vậy bây giờ đầu tiên mình sẽ tạo cái lốc này trước ha. Rồi giờ vô mở KiCad lên, file new project, tạo dự án mới. Rồi mình tạo cái new folder đi. YouTube. Rồi mình chọn folder này ha, mình đặt tên dự án là Mezzanine USB32 bo. Mezzanine có nghĩa là kiểu như Red Cowboy vậy đó. Ok. Rồi sau khi mình tạo project xong thì mình sẽ có hai file, một file PCB new và một file schema. Thì file sơ đồ lý thuyết á, thì mình mở file sơ đồ lý thuyết trước. Đây, thì đây là cái giao diện của phần mềm thiết kế sơ đồ lý thuyết. Rồi, bây giờ thì mình sẽ vẽ một cái block nguồn như này. Ok. Để chọn linh kiện thì có cái nút ở đây, Add Symbol nè, nút phím tắt là chữ A. Rồi. Để không tìm thấy library. Ok, kệ nó, mở nào. Rồi lần 2576 HVS có sẵn này các bạn. Rồi ok, xúc vô đặt ha. Rồi bây giờ mình cần một con capacitor lọc đầu vô. Capacitor lâu nhỉ, sao lại không có. Mình search các thử xem. Đây, Power Management Sensor có nhỉ, mình chỉ có con của spy thôi. Không đùa nhau à. Ở đây chứ. Converter, một cái bộ thư viện nó đã mất tiêu rồi. Resistor. À, resistor thì có nè. Capacitor. À, nó đây nè. Ở trong device mà mình không thấy, sorry. Ok, cái này là một con tụ hóa phân cực thì mình chọn capacitance polarized, polarized phân cực. Rồi, để vô một con. Rồi mình còn một con nữa đầu ra. Ok. Rồi bây giờ mình còn một con inductor. L này. Ok. Rồi để vô. Rồi tiếp là mình cần một con diode. Loại này là Schottky hay gì nhỉ? Lâu quá không làm cũng nhớ. Anyway, diode. Ở đây nó dùng một N5822, biết đâu đây có luôn. Một N5822. Rồi có luôn. Để vô. Rồi. Ok, đủ linh kiện ha. Rồi, bây giờ mình dùng À,
mình bây giờ mình phải sắp xếp đúng không? Mình có thể dùng chuột mình kéo, hoặc là nếu mà làm nhanh á thì chỉ cần để cái con chuột lên trên con chỏ, lên trên cái linh kiện nó bấm chữ M là có thể move được, bấm chữ R là để rotate R, hoặc là có thể dùng chuột phải và chọn ở đây, nhưng mà dùng phím tắt thì nhanh hơn đi. Rồi rotate. Rồi bây giờ mình cần V in nè. Rồi để nối dây á, thì có cái nút add a bus ở đây là chữ B. Actually cái này sai, không dùng được, hình như là phải nói bằng add a wire mới đúng. Bus là đi nguyên cái dây, còn cái này mình chỉ cần cái wire thôi, chữ W. Rồi nối vô, đầu ra. Ok, output vô con diode này. Rồi bấm M chọn con diode này, bấm R để rotate con diode. Rồi nối dây thôi. Rồi nối ra con tụ. Ok, rồi đầu ra. Chân feedback nó vô đây. Ok, so far so good. Rồi bây giờ mình cần kiếm cái dấu rail. Thì đây, dấu rail đây. Power. Đây, dấu rail. Ok ha. Để rail vô. À, để ngoài ra thì thay vì cứ add symbol như vậy thì các bạn có thể để con chuột lên trên cái component các bạn muốn, bấm Ctrl C, Ctrl V thì nó cũng ra được. Ok. Rồi, bây giờ mình bấm W để mình nối dây thôi. W. Ok. Rồi, bây giờ cái chỗ này là output của mình đúng không? Thì mình có thể dùng chức năng label ở đây nè để đánh dấu cái đường dây 5V. Hoặc là cái này 5V thì actually thì nên lấy ở đây. Nó có sẵn cái cổng 5V này. Nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn. Ok, nói vô. Còn cái input của mình ở đây là mình sẽ lấy từ nguồn 12V. Đây nè, mình lấy từ nguồn 12V ở đây. Ok. Rồi. Nó vô ở đây. Xong. Vậy là có một cái lock 5V regulator hoàn chỉnh, nhanh gọn lẹ. Rồi bây giờ thì có cái lock này không thì cũng chả làm được gì. Mình cần phải làm cái cổng cắm gì đó cho cái 12V này. Thì bây giờ cho lẹ thì mình chắc là xài cái hàng rào để cho lẹ. Ok, ở đây thì mình sẽ xài một cái hàng rào đực 2.54 mm. Thì mình ép một cái component đi. Bây giờ mình cần một cái connector hai chân như này cho cái dây 12V. Rồi. Mình cũng cần có một cái connector tương tự cho cái 5V output. Cứ để ở ngoài sẵn thôi, kiểu khi nào cần thì cắm xài mà. Rồi giờ nói vô thôi. Đó, mỗi lần mà bạn cần trên C cần trên V lên một component thì nó sẽ được highlight lên khá là dễ nhìn. Rồi 5V. Rồi, nói vô. Sorry, cái này mình vẽ để hướng dẫn mấy bạn nên là nó hơi
hơi bừa. Rồi cái dây này mình các bạn có thể kế mà kiểu nó bị ngu á, thì giờ để xóa thì có thể chọn chuột phải chọn delete nè, hoặc dùng dấu backspace để xóa rồi đi W đi dây lại, đi dây lại rồi xong. Đó thì giờ bạn sẽ có một cái lốc 5V đơn giản này, cái lốc 5V đơn giản. Rồi giờ đến câu chuyện của mình là mình cần cái lốc ESP32 này, thì cái bo nó là cái bo này nè các bạn. À, đây cái bo như này thì thường mình sẽ không tự vẽ footprint với symbol đâu, mà mình đi kiếm trên mạng trước, thì mình chỉ cần thêm chữ keycap vô rồi Google thần trưởng thôi. Thì cái này mình đã có tìm hiểu trước rồi, thì có một cái anh ở đây trên GitHub ảnh cung cấp sẵn cái bo này. Hẻ ok, tưởng mạng của mình nó có vấn đề chứ. Trước rồi ok vẫn xài được, thì cái này GitHub ha. Để cho dễ thì mình download zip đi. Rồi nó lên em đây, thì khi mà mở ra thì mình sẽ có hai cái file là KiCad mode và KiCad clip DCM tùm lum hết. Ok rồi bây giờ mình tìm cách là import KiCad footprint symbol. Nếu mà các bạn không biết thì có thể làm kiểu này, còn cái này thì mình biết rồi nên là bây giờ mình sẽ copy ba cái file này luôn vô trong cái chỗ mà mình để cái bo đây, thì mình sẽ tạo một cái folder tên là clip library, rồi mình tạo một cái folder con ESP32 rồi mình paste vô đây. Ok để đó trước nhé. Rồi bây giờ mình sẽ về lại cái schematic này, mình chọn tool này. Mình chọn mình chọn cái gì vậy? À, symbol editor. No, not this one. Not this one. Đây, web reference mới đúng. Manage symbol library. Rồi. Bây giờ cái library này nó cần cái file keycat.symbol hoặc là keycat.lib này, thì các bạn chọn my library à, tạo mới chứ ESP32-1. Rồi cái nó có sẵn hai cái bash folder này, mezzanine thì mình gõ vô thôi, hoặc là mình có thể đi chọn cho dễ. Rồi đây mình chọn file list này, open. Thì cái footprint này 4 năm trước rồi, nó sẽ là mode legacy. Ok khi mình bấm ok thì nó báo là nó không load được cái LM256HV gì đó. Cái này là chắc do một cái clip khác của mình nên kệ nó hiểu. Chắc là cái này là mấy bạn. Mình nghĩ là mình nên xóa cái này. Ok. ESP32. Ok, cái này cũng mất luôn. Xóa luôn. À hiểu rồi, cái này là global
libraries, tức là nó sẽ sử dụng là cái bộ thư viện chung đó, thì nó sẽ xài được hết cho nhiều dự án. Mà cái này thì mình đang để cái đường dẫn đó, là đúng tới cái dự án này của mình thôi, nên là bây giờ mình ở đây ở dự án này đó, thì cái bao này sẽ xài được, nhưng mà mốt qua cái dự án khác đó, thì nó lại không xài được, là bây giờ mình phải chuyển thằng này, không khai báo nó ở đây nữa, mình khai báo nó bên cái thư viện mà dùng cho đúng cho cái dự án của mình này. Rồi. Rồi, để library path lại. Ok. Giờ thì mình add được rồi. Đó. Sau khi mình add xong thì mình sẽ vô symbol và mình kiếm subfolder. Mình nói là ESP32 đúng không? ESP32 dev gì đó, đâu mất tiêu rồi. Đây, ESP32 dev. Đây có cái do it nè. Ok. Rồi. Thế là mình add được rồi đó mấy bạn. Dĩ nhiên là mấy cái footprint này lấy ở trên mạng thì mình phải tự kiểm tra chút xíu ha, tại nhiều khi có thể là nó không đúng. Ok. Rồi. Anyway, mình nghĩ là để cho nhanh thì chắc mình vẽ cái lốc này thôi để cho các bạn biết cách vẽ. Còn nguyên cái này mình làm sau vậy. Ok. Thì sao kênh các bạn có tưởng tượng cái này là đã xong cái sơ đồ lý thuyết rồi. Và mình cũng hướng dẫn cách add ra một cái footprint ha. Rồi, bây giờ cái quay lại cái bước của KiCad ở đây. Và sau khi làm xong thì mình cần annotate place component. Đây mình cần annotate components. Thì cái bước này á là nó sẽ đặt tên những cái linh kiện này thành các ký hiệu, như là chỗ chay chấm hỏi này nó sẽ thay bằng J1, J2 gì đó, để khi mà qua vẽ bo thì mình sẽ có mấy ký hiệu này, mốt thì mình mới hàng được trên bo đúng không? Thì cái này mình chọn tool. Đâu rồi? Annotate schematic này. Đó. Rồi mình chọn annotate toàn bộ cái schematic này. Rồi cách đánh dấu gì đó mình đã default hết à, annotate. Đây, giờ nó đã sai hết toàn bộ mấy cái này cho mình. Close. Đây thì hồi nãy các bạn thấy nó ghi là J chấm hỏi J2. Thì nó ghi thành J1, J2, U1, U2. Rồi. Giờ mình save phát ha. Ok, như vậy là xong cái bo lý thuyết rồi đó. Bây giờ để mà vẽ được cái bo mặt đó thì mình phải chuyển qua cái phần mềm VCP New để mình vẽ. Thì các bạn có thể qua đây và chọn như là ghi cá nè, rồi chọn cái bo. Ok, nó trống chưa? Chả có gì cả. Bởi vì mình chưa có cập nhật cái schematic này qua bên cái PCB. Thì ở đây mình phải làm cái bước là tool nè, update PCB from schematic. Update PCB. Close. Đây. Thì nó ra được như đây. Lý do nó ra có hai cái này thôi, thì chỉ mỗi cái này có hai cái footprint thôi. Còn những thằng ở đây chưa có footprint gì cả. Tại hồi nãy mình quên bước assign footprint rồi. Nên bây giờ mình phải đi assign cho những cái footprint mà mình chưa có. Thì mình sẽ chọn tool assign footprint nè. Đây. Thì bây giờ mình đang có đâu đó vài linh kiện, hai con tụ, một con diode. Này con diode thì actually là nó có footprint rồi, mình chả cần quan tâm. Bây giờ mình cần J1 này. J1 thì hồi nãy là mình quyết định là mình sẽ xài cái hàng rào này. Thì bây giờ mình cần chọn một cái component hàng rào đó. Thì mình nhớ không lầm là
nó sẽ tên là connector 254 mm này. Rồi bây giờ thì mình cần click vô, double click vô một cái footprint ở đây để nó assign được cái footprint cho cái linh kiện J1 này. Thì tên nó hơi khá là dài dòng. Bây giờ mình cần một cái hàng có một hàng là một và có hai pin. Thì mình kiếm nè, hàng là một và có hai pin, mà cái loại này là dán, SMD là dán nên mình bỏ qua. Mình kiếm loại một có hai pin vertical. Thì mình có thể chuột phải và chọn view selected footprint. À nè, đúng rồi nè. Rồi, chọn vô. Sau khi mình double click thì nó sẽ ghi cái footprint với cái component tương ứng. Cái J2 này cũng vậy. Vertical. Rồi. L1. L1 của mình là một con inductor. Giá trị của nó là đâu rồi? Ở đây. Giá trị của nó là 100 microhenry. Rồi, đi kiếm ngay thôi. Inductor. Nè. Không có. Chắc là cũng cảm ha. Đây. Cái này chắc mình sẽ xài một cái cuộn cảm dán đi. Rồi nó to to tí. Nè, không có. Cuộn cảm. Đây. Cuộn cảm dây quấn dán mới đúng. Tên khó chịu thiệt. Ok, 100 microhenry. Hồi nó có vẻ nhỏ, chịu được dòng 100 mA nên mình cần chịu to to tí. Tiếp tục đi kiếm ra 600. Chắc là mình sợ 100 mA ở đây cũng được nhỉ. Rồi, thông minh hơn rồi đó. Một mình cần đâu đó khoảng 2 em. Đây, con này nghe có vẻ hấp dẫn, là chịu được 4,5 ampere, 53. Ok, cái footprint của nó nè, thay vào giỏ hàng nè, có gì lát mua. Footprint của nó nè, 5852101 nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm cái footprint. Rồi, kiếm ngay cái cuộn cảm dán nào, inductor SMD. Rồi, của nó hồi nãy là cái gì đó. Cái hồi nãy của nó là 5852, 5832. Có không nhỉ? Không có các bạn ạ. Mà nó có mấy con hình như mấy con vuông 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 à. Ok, nó có mấy con vuông dạng đóng gói này. Tìm thấy vậy. Mình thì hơi lười rồi. 5832101 1280 này, 2.1 em cũng hợp lý. 1280. À, size của nó nè, 12 nhân 12 nè. Là con này nè các bạn. 12 12 nhân 8 mm là con này nè. Ok, đẹp. Thêm vào giá hàng thôi. Rồi. Đây, coi như là mình à, còn hai cái tụ nè. Tụ ở đây là tụ 100 microfarad. Là mình xài 12V thì mình chỉ cần một con tụ đâu đó tầm 18V trở lên là ok. Rồi. 100 microfarad. Tụ nhôm. Tụ nhôm.
nhìn cũng gọn gì. Cái website này ok, mình ghi thêm coi. 20V. Wow, tụ mắt dữ. Ok, tụ nhôm đi. Xài tụ nhôm đi cho nó chất chơi người dơi. Ok. Tụ này kích thước 6,3 x 5,4. Rồi, kiếm nó các bạn. Capacitor. Capacitor chữ C đúng không? Capacitor SMD nè. Lại quên rồi, 6,3 x 5,4. Đây. Em nó đây 6,3 x 5,4. Dấp. Rồi, gắn vô thôi. Ok, vậy là mình chọn đủ footprint ha. Ok. Rồi. Mình chọn đủ footprint rồi nhưng mà nó vẫn không hiện. Ok, là phải tiếp tục update PCB thôi. Rồi, update. Ok, giờ tụi nó hiện ra rồi nè. Tiền tiền tiền. Rồi, đẹp trai. Bây giờ thì mình vẽ bo thôi. Thì cái bước mình hay vẽ bo là đầu tiên là mình sẽ xét cái grid này về một cái gì đó nó mình thân quen hơn, như là mm nè, 1 mm, nhưng mà chả thấy gì cả, không thấy nó hiện cái grid gì cả. Ok, hiện nè. Rồi đó, đây là thay đổi grid nè. Rồi bây giờ cái bo này thì mình sẽ dựng cái outline trước nhỉ. Thì mình chọn hình, tức là cái đường viền bo. Thì ở đây nó có rất là nhiều layer này. Thì cái bo thì nó sẽ nằm trên cái edge cuts này. Thì các bạn phải kiểu click để chọn layer. Thì mình phải chọn cái layer edge cut trước, xong sau đó mình vẽ. Mình vẽ một cái hình chữ nhật bao quanh lõm linh kiện này của mình thôi. Vậy đi. Thì giờ mình chả biết kích thước nó là bao nhiêu nữa. Thì ở đây có một cái tool là cái thước nè. Thì mình có thể coi được chiều dài của cái bo này và chiều rộng của cái bo này, đâu đó khoảng 6 nhân 3 cm. Hoặc là mình có thể đánh dấu luôn bằng cái công cụ dimension này, linear dimension. Thì cái này thường là mình dùng để document cái bo. Thì mình phải chọn một cái layer nào đó mà nó cho phép chuyện đó. Thì layer đó là user drawings nè. Rồi, đó thôi. À, 66 mm lần 29. Rồi, có vẻ là cũng ổn đấy. Ví dụ thôi mà. Rồi, bây giờ actually cái này hơi weird. Tại sao U2 của mình cũng là cái con cuồng cảm gì? Hey, sai rồi. Tool size footprint. Ồ, chắc là mình bấm nhầm. Delete association này. Rồi cho nó bỏ ra đi. Ok. Rồi tool update. Nó vẫn nằm đây. Delete. Rồi. Đây. Ok, nó đã U2 tại không có footprint. Ok, lỡ actually thôi để kệ nó luôn đi. Còn thực tế thì các bạn nên phải kiếm thêm footprint của U2 nữa mới đủ. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp một bước là mình đổ lớp đồng couple pour.
thì mình hay đổ carbapool là một cái lớp đất cho toàn bộ cái bo cho nó dễ mà nó tránh nhiễu rồi vậy rồi làm bo bằng phay CNC nó cũng nhanh hơn nữa. Đây mình sẽ dùng là AdFusion này và mình chọn cái laser là mặt trên này rồi mình sẽ nó hiện dấu cộng này giờ mình click một cái thì nó sẽ cho mình chọn những cái nét thì ở đây mình có 3 nét thôi thì đây mình đang muốn là có bubu cái lớp đồng rồi mình chọn là nét là round này ok rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là sẽ phải vẽ cái đường outline. Hồi nãy mình chọn cái này có vẻ là hơi sai nên mình bấm escape mình cancel ha. Mình chọn lại ngay góc đi. Rồi bo hết cái bo. Ok. À, khi nó lên mấy cái đường vân vân này có nghĩa là một cái vùng có bộ vua đã được hoàn thành rồi á. Thì bây giờ mình muốn là thể hiện cái lớp có bộ vua đó lên thì mình chọn fill on zones nè tức là nó có bao nhiêu zone nó fill nó đổ màu lên đó nên mình dễ thấy hơn ok đó sau khi mình bấm fill một cái á, thì những cái chân mà có nối đất á, thì nó đã tự động nó tạo các cái nét để nối ra rồi nè đó thì bây giờ câu chuyện của mình nó chỉ đơn giản là đi những cái dây còn lại thôi ok rồi bây giờ mình sắp xếp cái bo này một chút xíu mình thì muốn là cho dễ thì cái bo của mình nó cũng phải đi theo cái sơ đồ lý thuyết ha ví dụ connector này nó nằm bên đây 12V vô nó ở đây còn lại nằm ở giữa cứ gần gần nhau rồi connector thì cái này hai cái là nếu mà bạn mở mở cái PCB new PCB editor và cái schematic cùng một lúc đó, thì khi bạn chọn một con linh kiện nào á thì nó sẽ phản ánh lại với ở bên schematic luôn để cho bạn biết là bạn đang đụng vô linh kiện gì ok rồi bây giờ mình muốn để con 12V này bên trái đi còn để vô giữa cho vui rồi cái 5V output để ở ngoài rồi còn dán này thì mình để vô trong mình muốn tương tự thì mình muốn điều chỉnh thì mình cầm chuột mình kéo hoặc là bấm M còn để rotate thì R y chang như bên schematic luôn ok mình quay nó về đi rồi con này con D1 nè ok cũng có vẻ hợp lý đấy nhỉ C1 tụ lập nguồn này qua đây rồi C2 thì qua đây wow cái bao này bự quá rồi kéo sát vô luôn xong giờ mình chỉnh cái bo dimension lại kéo sát vô rồi chỉnh mấy cái đo này lại rồi còn 44 mm. Mình đụng một hồi thì cái fill zone nó mất thì mình có thể vô edit fill zone lại rồi nó đổ xong hết rồi ok đó đơn giản là sắp xếp vậy thôi. Bây giờ thì trước khi làm á thì mình có thể tạo constraint cho cái bo này một xíu constraint đâu rồi.
strain resolution. Không, không phải luôn. Mình đã mất tiêu rồi. Constraint. Chọn nét. À, redefine size. Đây nè, bo setup. Để mình coi làm sao để mở lại cái bo setup này nhé. Thì mình cần ở đây là setup cái bo. Ví dụ đây là setup cái những cái layer trong cái bo. Ví dụ bài bo của bạn nhiều lớp hơn thì setup nhiều lớp hơn. Physical start, bo finish, bla bla bla. Đây, cái mình cần ở đây là constraint nè. Thì nhu cầu của mình đó là setup mấy cái clearance rồi check width này, sai số hoặc lộn cái mấy cái thông tin này nó phải match với là cái bên sản xuất bo thì họ mới sản xuất được. Bởi vì có nhiều khi là bên họ là hai cái đường đồng này tối thiểu nó phải cách nhau 0,2 mm thì họ mới sản xuất được. Còn nếu mình không setup mấy cái này á, thì mình vẽ một hồi á nó không đi đúng mấy cái constraint này thì lúc sản xuất bên họ check hết thì sẽ báo lỗi với mình và bác đi bác lại nhiều lắm, rất là mệt. Rồi thì bây giờ mình muốn hai đường đồng cách nhau tối thiểu 0,5 mm, minimum width là 0,4, tức là cái độ rộng đường đồng tối thiểu là 0,4, còn annular width để lên 0,1, còn diameter của cái lỗ của cái bass của cái vi chứ thì một đi cho nó to. Thì dĩ nhiên mấy cái thông số này trong thực tế thì phải coi cái bảng thông số của bên sản xuất bo và set cái này theo cái thông số đó. Rồi, couple to hole clearance, clearance 1 mm đi, hole minimum true hole 0,3, 0,3 cái mũi 0,3 hoặc 0,5 đi, hole to hole clearance, bla bla, ok, một cái. Rồi bây giờ cái size. Cái size của cái đường đầu mình có thể tạo trước và cái profile để lấy mình vẽ cho dễ. Thì cái này thực tế là bo nguồn thôi nên là cái width mình chắc là mình set 1 mm, 0,5 mm là hợp lý. Ok. Rồi, giờ mình layout cái bo nhỉ. Nãy mình không để ý kỹ lắm, cái chỗ này có vẻ hơi khó này. Chuyển cái này lên đây đi, cho nó gần chữ 12V. Có vẻ hợp lý hơn, có thể đi dây được. Còn cái true hole này để bên này thì sai trái quá. Để bên đây đi.
bo này lên 30 mm đi. Ok, giờ lại không hợp lý nữa rồi. Như vậy thì sao? B. Ok, có vẻ dễ đi dây. Là cái chân 5V nữa đây là chả hợp lý gì cả. Ok, qua đây. Qua đây. Okay, là cho cái bo này dài tiếp ra về. Ok, nhìn thì có vẻ hơi ngu đấy, nhưng mà cho mục đích hiện tại thì có vẻ hợp lý. Rồi, giờ đi dây thôi. Chọn cái dây này, chữ X. Rồi mình chọn cái width ở đây 1 mm đi. Vô. Thấy không hợp lý rồi đó. Đi xuống. Đi lên. Sao tất cả lại không hợp lý vậy nè? Ok, bắt đầu hợp lý hơn rồi đấy. Cái này có vẻ là hợp lý nhất này. Để cái ngừng thì tốt nhỉ. Rồi như lại đi cho đẹp. Nhưng bình thường thì chả ai để gì cả. Không làm. Ok, giờ bắt đầu đi dây thôi. B. Rồi chân feedback này. Chụp chỗ nhỉ. Không được này. Nhưng mà mình không recommend nhé. Đi cái này thì là ngu. Rồi. Nó tất cả lại với nhau. Chân này là chân unconnected. Rồi.
Vậy là xong rồi đó các bạn. Một cái bo à, một cái tính năng nữa của thằng này là các bạn có thể coi bo 3D này, em nó đây. Thì nếu các bạn có footprint hoặc là step file đầy đủ thì nó sẽ hiện đủ như này. Rồi, kết thúc tại đây nhé. À quên, còn cách xuất file Gerber. File fabrication output này, Gerber. Rồi mình nghĩ là default nhỉ. Vậy là xuất được file. Nhưng mà cái này là cho vui thôi. Bởi vì thực tế thì phải run DRC kiểm tra coi có lỗi gì không. Và sắp xếp mấy cái footprint cho đẹp đẽ. Rồi sau đó những cái lớp này và cái global format đó phải theo nhà sản xuất. Ví dụ như JLCBCB nó sẽ có hướng dẫn cho mình xuất file Gerber theo làm sao nó sản xuất được. Đây sẽ có hướng dẫn rất là chi tiết để cho mình làm được. Thì cái này là tùy mỗi nhà sản xuất bo. Ok, mình nghĩ là kết thúc tại đây thôi. Bye.